Các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ thở phào nhẹ nhõm bởi vì vụ Iran ném bom Israel hôm thứ Bảy không diễn biến xấu đi. Chỉ số công nghiệp Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq 100 đều tăng khoảng 0,2% tính đến 11 giờ tối theo giờ địa phương. Giá dầu thô giảm 0,5% xuống 82,25 đô la Mỹ. Vào thứ Sáu, chỉ số Dow Jones đã công bố mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2023 do lo ngại về sự trả đũa của Iran đối với cuộc không kích của Israel vào khu đại sứ quán của Iran ở Damascus, Syria. Trong tuần, chỉ số Dow giảm 2,4%, S&P 500 giảm 1,6% và Nasdaq giảm 0,5%. Israel cho biết 99% trong số hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái được phóng từ Iran hôm thứ Bảy đã bị bắn hạ. Thiệt hại và thương vong là rất ít. Tổng thống Joe Biden kêu gọi kiềm chế và Mỹ khẳng định là họ sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động tấn công nào của Israel chống lại Iran. Một số chuyên gia dự đoán giao dịch đầu tuần sẽ biến động mạnh trong tuần này, phụ thuộc nhiều vào khả năng trả đũa của Israel. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cách thức tấn công của Iran đã giúp giảm nhẹ rủi ro. Cuộc tấn công của Iran có tính chính xác cao và thương vong hầu như không có. Điều đó cho thấy đó là một cách tiếp cận chiến lược nhằm giảm thiểu thiệt hại thay vì leo thang căng thẳng. Do đó, những tác động lan tỏa trên thị trường dầu mỏ, yếu tố chính quyết định động lực lạm phát toàn cầu, dự kiến sẽ giảm đi phần nào.